Xin chào tất cả các thầy cô cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên của Ngữ văn lớp 9. Đó là bài Người con gái năm xưa, trích truyền kỳ mạn lục của tác giả Vũ Dữ. Đầu tiên, chúng ta sẽ đọc và tóm tắt. Tất cả chúng ta cùng xem lại sách giáo khoa. Sau đấy thì chúng ta sẽ tóm tắt những nội dung chính của tác phẩm. Chuyện Người con gái năm xưa kể về Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Phương, thùy mị, nét ma, tư dung tốt đẹp. Chàng Trương Sinh mến về dung hạnh đã xin mẹ trăm lạng vàng cưới về. Chẳng bao lâu thì Trương Sinh phải đi lính đánh giặc Chiêm. Vũ nương đã rót chén rượu đầy và tiễn chồng. Chàng đi chuyến này, tiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, chỉ xin ngày về mang được theo hai chữ bình yên. Rồi nàng có mang, xa chồng vừa đầy tuần thì sinh đứa con trai đặt tên là Đản. Nửa năm sau, mẹ chồng vì già yếu và nhớ thương con đi lính đã lâm bệnh. Vũ nương đã hết lòng chăm sóc cơm cháo thuốc men. Mẹ chồng qua đời, nàng thương xót, lo ma chay như đối với cha mẹ mình. Qua năm sau thì giặc Ngoan Cố đã được đánh lui, Trương Sinh trở về. Lúc ấy đứa con trai cũng vừa học nói. Chàng bế con thơ đi thăm mổ mẹ, đứa con trai quấy khóc, Trương Sinh hết sức dỗ dành. Đứa con lúc bấy giờ mới nói: "Ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông cũng biết nói chứ không như cha tôi trước kia chỉ bím thiên thít." Chàng gặn hỏi, đứa con mới cho hay: "Có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả." Trương Sinh vốn tính hay ghen, đinh ninh là vợ hư đã la u cho hả giận, nhức mắng đuổi đi. Nàng khóc lóc phân trần, họ hàng binh vực và biện luật cho nàng, nhưng Trương Sinh cũng chẳng nghe. Trước cảnh bình rơi châm gãy, Vũ nương đã nhảy xuống sông Hoàng Giang với lời nguyền: "Nếu gian cha thì vào nước xin làm ngọc lụy hương, còn nếu mà lừa dỗ hối chồng con thì xin làm mồi cho cò tôm, làm cơm cho tiểu quạ." Nàng chết rồi, một hôm Trương Sinh ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng: "Cha Đản lại đến kia kìa." Bấy giờ Trương Sinh mới tỉnh ngộ biết vợ mình đã chết oan. Lại nói về chuyện Phan Lang, trước làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang, một đêm chiêm bao thấy có người con gái áo xanh đến xin tha mạng. Sáng dậy, thấy có người thường trài đem biếu một con rùa mai xanh. Chợt nghĩ đến chuyện chiêm bao, Phan Lang đã thả con rùa. Sau đó thì Phan Lang chạy loạn, đắm thuyền thay tạt vào đội rùa ở hải đảo. Tinh Phi nhìn thấy nói rằng, đây là vị ân nhân đã cứu sống ta thời trước. Rồi lấy khăn giấu mà lau, thuốc thần mà đổ, Phan Lang được cứu sống. Linh Phi là vợ vua biển Nam Hải, do vậy nàng đã mở tiệc thiết đãi ân nhân của mình. Có vô số mỹ nhân quần áo thướt tha, mái tóc búi đến để dự tiệc. Trong số đó có một người rất giống Vũ Nương. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với Phan Lang: "Tôi với ông vốn là người cùng làng, cách mặt chưa có bao lâu, nay đã quên rồi ư?" Nghe kể đến chuyện làng quê Vũ Nương, còn mà nàng khóc tấm tích. Rồi nàng gửi về một chiếc hoa vàng và dặn chồng con nhớ làm đàn giải oan. Linh Phi sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan Lang ra khỏi nước. Về đến nhà, Phan Lang đã kể chuyện gặp Vũ Nương và trao lại chiếc hoa vàng. Trương Sinh bèn lập đàn tràng 3 ngày ở bến Hoàng Giang. Có 50 chiếc thuyền, chiếc cờ xe tám vọng lõng rực rỡ đầy sông lúc ẩn lúc hiện. Trương Sinh thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, nói vọng vào: "Đa tạ tình chàng, thiết chẳng thể trở về dương gian được nữa." Rồi bóng nàng mờ nhạt mà biến mất. Ở trên chúng ta đã tóm tắt được nội dung chính của tác phẩm. Từ đây chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo tìm hiểu về tác giả. Tác giả là Nguyễn Dữ. Ông sống ở thế kỷ 16, người ở Trường Tân, đây là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Là một người học rộng tài cao, nhưng lại thích ở tránh bỏng danh lợi. Ông sống trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, tiêu cực, và có một nhân cách vô cùng cao khiết. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về tác phẩm. Tác phẩm có thể loại là chuyện truyền kỳ. Xuất xứ ở trong cuốn truyền kỳ Mạn Lục là câu chuyện thứ 16 trong tổng số 20 chuyện bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích Vợ Chàng Trương. Câu chuyện Vợ Chàng Trương là câu chuyện cổ tích, cũng có kết cấu gần giống như vậy, kể về nữ oan của Vũ Nương, tuy nhiên không có phần kết với việc
Phan La, một người cùng làm với Vũ Nương, đã gặp nàng ở dưới thủy cung. Tiếp theo, phần thứ ba đại ý, câu chuyện kể về số phận oan nghiệt của người phụ nữ có nhan sắc đức hạnh dưới chế độ phong kiến. Ngoài ra chúng ta sẽ đọc thêm phần chú thích để giải thích một số từ khó. Chuyện thần kỳ ở đây là gì? Đó là loại văn xuôi tự sự có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và chuyện truyền kỳ thì thường mô phỏng những cốt truyện dân gian hoặc vãn sử vốn đã được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Vậy truyền kỳ mạn lục là gì? Truyền kỳ mạn lục là sự ghi chép tản mạn những điều kỳ lạ được lưu truyền trong dân gian. Tác phẩm này của Nguyễn Dữ được viết bằng chữ Hán, khai thác các cốt truyện cổ dân gian và từng được xem là áng thiên cổ kỳ bút, tức là áng văn thanh, áng văn lạ của ngàn đời. Các chuyện ở trong truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ kể về những người phụ nữ đức hạnh, khao khát có một cuộc sống bình yên, nhưng các thế lực tàn bạo xô đẩy họ vào những cảnh ngộ oan trái. Ngoài ra thì một số chuyện ở trong cuốn truyện kỳ mạn lục đã kể về những trí thức phong kiến có tâm huyết nhưng bất mãn với thời cuộc. Chuyện người con gái năm xưa là cuốn là thiên truyện thứ 16 trong tập truyện này và được tái tạo trên cơ sở chuyện cổ tích Vợ Chàng Trương. Câu chuyện có các nhân vật chính như sau: thứ nhất là Vũ Thị Thiết, là Vũ Nương. Thứ hai là Trương Sinh, vợ của Vũ Nương. Thứ ba, mẹ chồng của Vũ Nương. Thứ tư, Đế Đảng. Câu chuyện có các sự việc chính như sau: thứ nhất, Vũ Nương và Trương Sinh kết hôn, nhưng đang sum họp thì Trương Sinh phải đi lính. Vũ Nương đã ở nhà phụng dưỡng mẹ chồng nuôi con nhỏ, và để dỗ con thì nàng thường chỉ cái bóng mình trên tường vào đó là cha. Khi Trương Sinh trở về thì đứa bé đã ngây thơ kể với Trương Sinh về người hàng đêm đêm vẫn đến với mẹ nó. Chàng nổi máu ghen đã mắng nhiếc vợ rồi đuổi đi. Nàng phẫn uất chạy ra bến Hoàng Giang tự tử. Khi hiểu ra mối oan của vợ, Trương Sinh đã lập đàn giải oan cho nàng ở bến sông Hoàng Giang. Từ đây chúng ta thấy là câu chuyện này có thể chia làm 3 phần, từ đầu cho đến cha mẹ đẻ mình, nói lên vẻ đẹp của Vũ Nương. Tiếp theo phần D, tiếp cho đến đã qua rồi, nói về nỗi oan khuất và cái chết bi thảm của Vũ Nương. Phần số 3 là phần còn lại, nói về việc Vũ Nương được giải oan. Như vậy ta thấy là câu chuyện này xoay quanh chính nhân vật Vũ Nương. Ở đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nhân vật này. Vũ Nương đã được miêu tả cho các hoàn cảnh nào? Ở đây ta thấy Vũ Nương được miêu tả trong 5 hoàn cảnh chính. Thứ nhất là trong cuộc sống thường ngày. Thứ hai là khi tiễn chồng đi lính. Thứ ba, khi pha chồng. Và thứ tư, khi chồng bị chồng nghi oan. Và cuối cùng là khi được giải oan. Trong từng hoàn cảnh ấy, Vũ Nương đã bộc lộ những đức tính vô cùng tốt đẹp. Đầu tiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy Vũ Nương được nhắc đến là một người thư dung vô cùng tốt đẹp, đến mức là Trương Sinh có thể bỏ ra 100 lạng vàng để cưới về làm vợ. Và khi làm vợ thì nàng đã được giới thiệu là một con người biết giữ gìn khuôn phép, không hòa để vợ chồng phải dẫn đến thất hòa, dù rằng Trương Sinh là một người cực kỳ hay ghen và ra trường. Tiếp theo, khi tiễn chồng đi lính, chúng ta thấy ở đây Trương Sinh lại được Vũ Nương lại được tái hiện ở trong những lời thoại mang đầy ân tình. Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ riêng ngày về mang được theo 2 chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, thế giặc còn lẩn lút, quân triều còn ra nao, rồi thế trẻ tre cha có mùa ra chín quá kỳ, khiến cho tiện thiết băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo tét, thử người ải xa. Trông nữ rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú. Ở đây rõ ràng, khi chồng tổng quân, nàng đã có những lời tâm tình khiến mọi người đều ứa 2 hàng lệ. Đấy là những mượn lời của một con người vô cùng trí tình. Ngoài ra, những đức tính của Vũ Nương còn được tái hiện rõ nhất khi nàng xa chồng. Khi nàng xa chồng, nàng đã thể hiện mình là một người vợ thủy chung, người mẹ hiền, người dâu thảo. Khi mẹ chồng ốm nặng, nàng đã hết sức thuốc thang, lễ bái thần Phật, lấy lời ngọt ngào, khôn khéo, khuyên lơn, đến mức chính người mẹ chồng kia mà cũng phải nói rằng thanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Khi bà mất, nàng đã hết lời thương xót, làm việc ma chay lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình.
họ hàng và làng xóm đã làm chứng cho tình nghĩa thủy chung một lòng một dạ của nàng khi nàng bị người chồng nghi ngờ là không chung thủy, không giữ tiết. Thế nhưng, nàng lại bị chồng nghi oan. Khi bị chồng nghi oan, ta thấy các lời nói của Vũ Lương cũng thể hiện những nhân cách vô cùng trong sáng của nàng. Thứ nhất, lời thoại đầu tiên, từ thiếp vốn con kẻ khó đến nghi oan cho thiếp. Ở đây, nàng đã phân trần cho chồng hiểu rõ được tấm lòng của mình. Lời thoại thứ hai, từ thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng cho đến những vọng phu kia nữa. Lời thoại này cho thấy nỗi đau đớn, thất vọng trước sự đối đãi bất công của chồng, mong muốn trở thành hình ảnh thờ chồng hóa đá. Và lời thoại thứ ba là từ kẻ bạc mệnh cho đến phì nhổ, nói lên sự thất vọng đến cuối cùng, mượn dòng nước con sông quê hương để giải tỏ tấm lòng trong sáng của mình. Rõ ràng là chúng ta thấy ở đây, Vũ Nương đã thể hiện rõ cho mọi người thấy được tấm lòng trong sáng của nàng. Ở trong đấy, từng lời lẽ không có gì mạnh mẽ khẳng khái hơn để bảo vệ cho tấm lòng chung thủy đức hạnh của mình. Khi bị chồng nghi oan thì nàng đã phân trần cho chồng hiểu rõ tấm lòng mình, nhưng đồng thời cũng bộc lộ sự đau đớn, thất vọng trước sự đối đãi bất công của mình và buộc nàng phải lấy cái chết để bảo toàn cho danh dự. Từ bốn tình huống ấy, ta thấy đây là một người phụ nữ xinh đẹp, nết na, hiền thục, lại đảm đang tháo vát, thờ kính mẹ chồng, hết mực hiền thảo. Một dạ thủy chung với chồng, vậy lạ mà lại phải chết một cách đau đớn, oan uổng. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến cái chết bi thảm của Vũ Nương? Chúng ta thấy ở đây, nguyên nhân trực tiếp đó chính là cuộc hôn nhân giữa Trương Sinh và Vũ Nương không được bình đẳng. Trương Sinh chắc chắn là được sinh ra lớn lên trong một gia đình giàu có, vì vậy thì có thể xin mẹ trăm lạng vàng để cưới Vũ Nương đi về. Đồng thời, lý do thứ hai đó là do Trương Sinh không có học, vô cùng đa nghi, sử dụng thì hồ đồ, thô bạo. Và bên cạnh đó trực tiếp còn là do lời nói trẻ rất là vô tình của bé Đạt, làm cho Vũ Nương không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đi đến con đường tự vẫn. Ở đây tác giả có tái hiện một nguyên nhân gián tiếp, đó là do chiến tranh loạn lạc. Chiến tranh mà được tái hiện trong tác phẩm, đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa, không vì mục đích bảo vệ cho lãnh thổ đất đai của dân tộc, mà chỉ là chiến tranh phong kiến của các tập đoàn. Cuộc chiến tranh ở đây đã không chỉ làm cho Vũ Nương và Trương Sinh phải chia lìa trong 3 năm, mà sau đấy còn gây lên những hậu quả, làm cho cả gia đình tan nát. Vậy thì cái chết của Vũ Nương ở đây có ý nghĩa gì? Nó đã tố cáo xã hội phong kiến xem trọng quyền uy của người đàn ông trong gia đình, bày tỏ niềm cảm thông của tác giả đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ, và đồng thời nó cũng gián tiếp phê phán chiến tranh phong kiến phi nghĩa. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu hình ảnh Vũ Nương trong hoàn cảnh cuối cùng khi được giải oan. Vũ Nương đã hiện về, tuy nhiên nàng nói: "Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa." Lời nói cuối cùng của nàng như một lời oán trách dõi nhân gian với những người chồng tàn nhẫn, mù quáng, đã gây lên nỗi oan ức đầy trời cho người vợ. Tuy chúng ta tưởng việc Vũ Nương trở về làm kết thúc có hậu, nhưng thực tế thì nó vẫn ẩn chứa bi kịch, vì nàng không thể trở về nhân gian một lần nữa. Và lời nói cuối cùng ấy như một lời nhắc nhở mọi người: hạnh phúc nếu mà đã tan vỡ thì không thể lấy lại, bát nước đã hát đi rồi thì không thể vớt lên. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật Trương Sinh. Trương Sinh là một người được tái hiện có tính cách đa nghi, đối với người vợ thì để phòng hết sức. Không phải ngẫu nhiên mà trong chuyện lại chỉ tập trung vào tâm tình của hai người phụ nữ, mẹ và vợ của Trương Sinh, khi chàng lên đường tòng quân. Bà mẹ thì lo lắng cho con, người vợ thì thổn thức tâm tình. Nhưng mà chúng ta lại hoàn toàn không thấy những tâm sự của Trương Sinh. Phải chăng chỉ có những người phụ nữ mới có được tình cảm sâu nặng? Còn những bậc nam nhi thì sống khô khan ít tình cảm hơn chăng? Thật khó khẳng định,
Nhưng ở đây chúng ta phải ghi nhận một sự khác biệt trong đời sống tình cảm của Trương Sinh so với mẹ và vợ. Khi chàng trở về thì tâm trạng của chàng hoàn toàn không hề vui vẻ, bởi vì lúc ấy mẹ chàng đã mất rồi. Và chưa kịp sum họp gia đình thì sự nghi ngờ của Trương Sinh đã làm mờ tối lương tri. Lời bé Đảng đã kích động thêm tính ghen tuông của Trương Sinh, làm chàng có hành động phũ phàng với người vợ hiền từng đằng đẵng đợi chờ ngày tái ngộ. Điều đáng tiếc là Trương Sinh đã chỉ dựa vào lời con trẻ ngây thơ, không biết xét đoán tỉnh táo. Ngay cả khi vợ muốn biết ai nói ra điều ấy thì chàng lại giấu không nói thực, không nghe lời giải thích của vợ hay lời binh vực biện bạch của làng xóm. Tính trí của Trương Sinh đã làm cho lòng ghen của chàng mù quáng, dẫn đến cách cư xử hồ đồ và độc đoán. Chàng không hề nghĩ tới niềm mong đợi của người vợ xa chồng, đến công lao của người vợ đã từng thay mình gánh vác công việc gia đình, nuôi mẹ dạy con, cũng không hề biết phân tích những lời nói của con trẻ để tìm ra được lý lẽ đúng đắn. Đến khi chàng tỉnh ngộ, thấy thật thì đã quá muộn rồi. Như vậy, xét về cả lý trí và tình cảm, Trương Sinh là nhân vật có nhiều điểm đáng phê phán. Nếu có bài học cần rút ra từ câu chuyện này, thì đó là bài học về niềm tin vào con người và cần có lý trí tỉnh táo khi xét đoán sự việc. Phần cuối cùng, chúng ta cùng tìm hiểu giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Ở đây ta thấy tác phẩm đã khai thác được vốn văn học dân gian, đó là cốt truyện cổ Vợ Chàng Trương. Nhưng bên cạnh đó, tác giả có sự sáng tạo lớn. Đầu tiên là sáng tạo của nhân vật, sáng tạo trong cách kể chuyện. Cụ thể, về cách kể chuyện thì tác giả đã dùng ngôn ngữ rất riêng. Ngay từ đoạn văn đầu tiên, tác giả đã thông báo cho người đọc biết những nét cơ bản tính cách của các nhân vật chính. Những nét tính cách này ngầm báo trước những kiểu suy nghĩ và hành động về sau của nhân vật đó. Ví dụ Vũ Thị Thiết, tác giả cho biết là nàng vô cùng thùy mị, nét na, tư dung tốt đẹp, tức là người đẹp cả người lẫn nét. Còn Trương Sinh thì đã được nói trước là người đa nghi, đối với vợ thì phòng ngừa quá sức, lại là con nhà hào phú nhưng không có học. Ngoài ra thì ở đây, trong các kể chuyện, tác giả kể rất linh hoạt, kết hợp cả kể sự việc, cả tả tâm trạng nhân vật. Ví dụ là trong ngày đưa tiễn Trương Sinh lên đường tòng quân, tác giả đã tả chàng quỳ xuống đất vâng lời mẹ, con nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng, đồng thời phân tích tâm lý của người vợ, ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn vàn hoan san. Trong 3 năm chẳng vắng nhà, tác giả vẫn kết hợp kể và tả cảnh người mẹ và người vợ nơi quê nhà. Sự việc được kể là nàng sinh được một đứa con trai đặt tên là Đảng. Song tâm tình của nàng được kể, được phân tích ngày qua tháng lại, sắp đã nửa năm. Mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi thì nỗi buồn vóc bể trên trời không thể nào ngăn được. Rõ ràng chúng ta thấy ở đây, tác giả đã không chỉ viết theo nguyên văn của văn học dân gian mà đã có sự sáng tạo trong cách kể. Ngoài ra thì tác giả còn có sự sáng tạo trong nhân vật. Ở đây, ngôn ngữ nhân vật được triệt để sử dụng, và nó không chỉ là thiện ngôn ngữ mà nó còn bộc lộ được tâm lý, tính cách của nhân vật. Thường thì tâm lý là cái gì rất trừu tượng, nhưng ở đây qua ngôn ngữ nhân vật chúng ta có thể cảm nhận được rất rõ từ đấy. Ví dụ như là ngôn ngữ của Vũ Nương, đây là tấm gương phản chiếu rõ nhất tâm hồn của nàng. Khi người chồng đi vòng quân xa, nỗi buồn thương đã thổ lộ qua những lời tâm sự. Nhìn trang phoi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa. Dù có thư tín nhìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng. Nỗi lo vì sự nguy hiểm nơi chiến trường, sự xót thương, người đi xa bị lạnh, sự sợ hãi vì không có cách gì liên lạc thư từ, không chỉ nói lên tình cảm, ý náo sâu sắc, mà con cũng thấy sự cao thượng vị tha của người phụ nữ, không nghĩ đến mình, mà chỉ nghĩ đến người thân. Vì thế, nên lời nói của nàng đã làm cho những người xung quanh đều ứa hai hàng lệ. Đồng thời chúng ta có thể phân tích ngôn ngữ của nàng lúc mà bị chồng nghi ngờ đánh đuổi ở bến Hoàng Giang. Lúc bấy giờ, nhân cách của nàng được bộc lộ một cách rõ rệt hơn. Trong nước mắt, chàng đã giải bày tình cảnh của mình. Tây lý, nàng thú nhận mình là con nhà nghèo, đừng nương tựa nhà giàu. Về tình cảm, nàng nhắc lại sự thiệt thòi vì nghĩa yêu vợ chồng của họ chưa bao lâu mà chiến tranh đã vội chia lìa.
về sự thủy chung, làng đã nhắc đến 3 năm một lòng một dạ giữ tình yêu thủy chung với chồng, ngay cả trong ý nghĩ cũng quên trang điểm làm đẹp khi chồng đi vắng. Tác giả đã thật tinh tế và sâu sắc khi tái hiện ngôn ngữ nhân vật và tình huống bị nghi ngờ, nhưng người chồng vẫn một mực không tin. Do vậy làng chỉ còn quyết định là tự vẫn. Những lời nói của làng trong giây phút ấy, họ có nội dung và giọng điệu hoàn toàn thay đổi. Thiết sở dĩ nương tựa của chàng thì có cái thú vui như ra như thất, nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, tên tụng trong ao liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa tự cuốn, tiêu xuân cái ấm lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Nàng thất vọng vì tình nghĩa vợ chồng tan vỡ và nghĩ đến khả năng chết, chua xót nghĩ đến hình ảnh núi vọng phu trở nên xa vời vì nỗi niềm chờ đợi của nàng như núi vọng phu không được chồng thấu hiểu. Vì thế nàng đã tắm gội chơi sạch ra đến hoàng giang, ngửa mặt lên trời thác. Ở đây diễn biến tâm lý có sự tăng tiến từng bước một trong lời than này. Đầu tiên làm tham khi trách phận, sau đó thiên thần không chứ dám, và đặc biệt là nàng đã thề nếu mà lừa dối con, lừa chồng thì xin làm mồi cho cá tôm, làm cơm cho diều quạ, xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Người xưa sống trong bầu không khí văn hóa tâm linh nên tin rằng lời thề trước trời đất linh thiêng là một lời thề thiêng liêng, nếu dối trá sẽ chịu tội. Người xưa cũng rất coi trọng dư luận, có tội lỗi mà bị dư luận phỉ nhổ cũng là một hình phạt nặng nề. Lời thề ấy nói lên sự lựa chọn quyết liệt nhất của vũ nương để chứng minh cho quyết hạnh của mình. Đồng thời thì tác giả còn xây dựng và ngôn ngữ của vũ nương ở trong phần cuối cùng của câu chuyện, khi mà vũ nương đã nhắn với cả chàng Trương, nhờ nói hộ với chàng Trương nếu còn chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn vải oan ở bến sông, đốt cây đèn hồng dưới xứ nước, tôi sẽ trở về. Trong lời nhắn này, hai nội dung được nhấn mạnh. Thứ nhất, nàng là người trân trọng tình nghĩa, và thứ hai, muốn được chân sinh thừa nhận lỗi oan của mình. Vậy là ở đây chúng ta thấy ngôn ngữ của vũ nương đã thể hiện rõ ràng những tiến diễn tâm trạng của mình và góp phần nói lên sự thống nhất nổi bật trong tính cách của vũ nương, một con người tư dung ngôn hạnh tốt đẹp. Ngoài ra thì ở câu chuyện, tác giả đã sáng tạo lên những chi tiết kỳ ảo mang yếu tố truyền kỳ, và đặc biệt nó tập trung vào tình tiết của tác phẩm. Yếu tố truyền kỳ ấy, yếu tố kỳ lạ ấy chính là chi tiết pha lang làm mộng và rồi thả rùa. Tiếp theo, pha lang lạc vào động rùa của Linh Chi gặp vũ nương, được sứ giả của Linh Chi sẽ nước đưa về dương thế, và từ đấy thì vũ nương hiện ra khi trung sinh lập đàn giải oan. Những chi tiết kỳ ảo này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Thứ nhất, nó thể ước mơ ngàn đời của nhân dân về sự công bằng cho cuộc đời. Người tốt dù có trải qua bao oan khuất, cuối cùng cũng được đền trả xứng đáng. Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Nó tạo lên cái thúc có hậu và hoàn chỉnh thêm vẻ đẹp của nhân vật vũ nương. Nó là một cái minh chứng cho câu thề của nàng. Như lời thề của nàng, trước khi bị giao mình xuống sông Hoàng Giang, nàng không bị làm mồi cho chim cá mà được cứu sống bởi các tiên nữ. Nhưng tuy nhiên thì kết thúc này vẫn có tính bi kịch. Nó không hẳn là một kết thúc hoàn toàn có hậu. Bởi sao? Bởi vì vũ nương chỉ có thể trở về dương gian trong một thời khắc vô cùng nhỏ ngắn ngủi, sau đấy thì nàng biến mất. Vậy thì chi tiết kỳ ảo ấy nó góp phần cho thấy được nỗi oan ức đầy trời của vũ nương. Nỗi oan ức ấy không được làm sáng tỏ trên dương thế, mà chỉ có thể được minh oan khi mà nàng ở dưới trốn thế giới khác, nơi có những người phụ nữ như nàng được trân trọng. Vậy yếu tố kỳ ảo ấy giúp tác giả lên tiếng phê phán chế độ phong kiến nam quyền khắc nghiệt, đã đem lại những đau khổ cho người phụ nữ đức hạnh. Đồng thời, chúng ta thấy ở đây việc xem yếu tố truyền kỳ với cả các yếu tố kịch làm cho thế giới kỳ ảo trở nên gần với yếu tố của đời thực, tăng độ tin cậy, khiến người đọc thấy bớt ngỡ ngàng về tính hư cấu của nó. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ nghệ thuật của chuyện. Từ đây chúng ta sẽ sang phần cuối cùng, ý nghĩa của chuyện. Với quan niệm cho rằng hạnh phúc đã tan vỡ không thể hàn gắn được, chuyện đã phê phán thói ghen tuông vô cùng mù quáng, và từ đấy thì ngợi ca
vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Câu chuyện dù là đã được viết từ lâu, thế nhưng nó vẫn để lại cho chúng ta rất nhiều những suy nghĩ. Bằng đấy, suy nghĩ về số phận, suy nghĩ về vẻ đẹp của người phụ nữ vẫn đọng mãi trong suy nghĩ, trong tâm tưởng của chúng ta. Ngay cả vua Lê Thánh Tông, khi mà đi qua khi mà đọc câu chuyện này thì cũng đã sáng tác lên một bài thơ, đấy là bài Nhớ Vợ Tràng Chương, để thể hiện cái cảm xúc về vẻ đẹp của người phụ nữ, và đồng thời thể hiện cả tấm lòng thông cảm, cảm thương với họ. Như nút đầu gành tỏa khói hương, nếu ai như nếu vợ Tràng Chương, bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, cung nước khi cho lụy tới nàng, chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt, giải oan chẳng lọ mấy đàn chàng, qua đây mới biết nguồn thương ấy, há trách Tràng Chương khéo phụ phàng. Toàn bộ những lời thơ của nhà vua cũng chính là những cảm xúc tâm tình, chính là những chuyện mà chúng ta rút ra từ câu chuyện này. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu toàn bộ tác phẩm Chuyện Con Gái Năm Xưa. Từ đây chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một số câu hỏi. Qua cái chết của Vũ Nương, em cảm nhận điều gì về thân phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến? Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của các yếu tố truyền kỳ ở cuốn truyện là gì? Chúng ta cùng suy nghĩ phần này nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy, cô giáo và các em.